Mọi người, sau 5 phút mình đã đón được bạn hạng của mình lên xe. Đó, đây là bạn hạng của mình. Ủa, cái màn hình ở đâu rồi mình không thấy đây đó. Đây mà nó đâu rồi, nó off nhưng mà vẫn thấy. À, vẫn thấy không? Có nghĩa là bạn hạng vẫn nhìn vào đó. Đó, đúng rồi. Mà thực ra là nhìn đó là cũng nhìn hướng của đường á. Chúng ta đang ở trên đường Phan Đăng Lưu gần chỗ bạn hạng nè. Đường Phan Đăng Lưu là một con đường chính, một trong những con đường sầm uất nhất của quận Phú Nhuận, và cũng là một con đường điển hình để mà làm những cái việc rất là nghiêm soát về kiểm tra cái lưu lượng người qua lại trên địa bàn. Mình có thể thấy đường xe đèn đỏ đây và xa xa ở kia. Chút xíu nữa thôi, chắc khoảng chừng 30 giây nữa chúng ta sẽ thấy một cái chốt đầu tiên kể từ ngã tư Phú Nhuận lên Phan Đăng Lưu về phía mặt trời. Mọi người sẽ nghe giọng mình nó hơi hụt hơi chút xíu vì mình đang ở nhà và đang chuẩn bị nghe những người xung quanh bàn tán về chuyện hôm nay là một trong những ngày đi chợ cuối cùng trước khi Sài Gòn dưới nghiêm ngặt, thì được anh Trường và bạn Giao dớt lên xe để đi nhìn cái khung cảnh của Sài Gòn trong những khoảnh khắc mà không thể nào quên được cho 300 năm trước và 300 năm sau. Chúng ta đang đi qua hai cái chốt của hai chiều. Có một anh công an đang nhìn thấy chúng ta đó, nhưng mà dĩ nhiên bọn này không thể nào mà ở không đi rủi rãi mà được mà đi làm những cái việc mình cần làm. Phải chứ thích chuyện đó, bị chửi hoài đó, tôi chửi hoài đó. Thì người ta chửi là một chuyện, còn mình cứ làm một chuyện rồi người ta sẽ hiểu mình. Thì giống như bạn Hai này nè, đeo có thể tình nguyện đi chứ mà qua quận 2, quận gì đó, Hóc Môn, Bình Chánh các thứ á, có chỗ thì có chỗ thì rất là dễ dàng người ta nhìn mình, người ta biết mình đang làm gì. Rồi qua có chỗ đó. Này, cho đưa xem cái lịch trình xem nào. Đó. Đi từ đâu đến đâu. Dạ, ở nơi bọn em là phát cho người dân và nhà Mạnh Thường Quân người ta tặng rau củ và em chạy qua lấy liền. Thì cái lịch trình nó phụ thuộc vào vấn đề xảy ra chứ đâu có thể tụi em lên trước hết hoàn toàn được, và có thể không có lịch trình đấy. Phải lịch trình, phải ghi rõ. Nhưng mà rồi, đã có thể, mặc dù đã có thể tình nguyện viên. Đó là tập 1 thôi, tập 2 danh sách có không? Dạ, có đó. Tên không? Đó. Nói chung nó thực ra là mình tôn trọng những người làm chốt, nhưng mà cái trình độ và cái nhận thức và cái ý thức công việc của mỗi người nó lại khác nhau, cho nên nó sẽ có những cái khó dễ khác nhau khi thông qua chốt. Cái này chắc là nhiều người sẽ nói trong mạng xã hội nhiều. Tâm trạng đó mọi người, bạn hạng tâm trạng khác nhau, sau đó những ứng xử rất là khác nhau. Chưa kể là các chú công an là rất là nice, nhưng mà nhiều bạn đứng trong đó xót chốt thì lại không biết luôn. Mình thật ra nha, sau khi mà mình cứ đi suốt như vậy, mình phát hiện ra là cái lực lượng cảnh sát giao thông đó, họ hỗ trợ điều tiết cái chuyện này rất tốt mọi người. Cái đó là cái hình như cũng là trong cái công việc của họ luôn á, cho nên họ ứng xử rất là sao ta, nhanh gọn lẹ, và họ có cái khoảng cách tiếp xúc, rồi họ làm rất là chuyên nghiệp mọi người. Thế là họ cũng tránh cái những cái tiếp xúc vật lý á, và họ đọc những cái giấy tờ của tụi mình, họ nắm rất là nhanh. Có nghĩa là vậy nè, mình hiểu rất đơn giản là họ có nghiệp vụ rồi, cho nên họ thực hiện bất cứ công việc nào liên quan họ đều làm rất là bài bản. Còn những người được điều động ra đó, không phải người nào cũng biết. Và cái việc đầu tiên của họ là cứ hoạnh hoẹ cái đã, phải cứ làm khó, phải ách lại. Mà mọi người biết rồi đó, thời gian dừng lại càng lâu thì cái mức độ nguy hiểm cơ của nó cao lên. Càng cao. Chưa kể là cứ bắt phải quay kiếng xuống. Trời đất ơi, nhiều khi cái giấy đi đường dán ở trên cửa xe rồi và cái thẻ tình nguyện viên đã đeo đây rồi. Mà cứ phải thò cái ra đưa xong, mân mê rờ mó, đi đâu, làm gì, tại sao? Là cứ phải phun nước biếng vào mặt nhau rồi mới chịu thì, ôi dồi. Sợ hả? Đây sợ hả? Ôi giời. Chúng ta đang ở một cái ngã ba của lịch sử, một ngã ba rất lâu của Sài Gòn. Đó là ngã ba Phan Đăng Lưu và Lê Văn Duyệt. Chỉ còn không đầy khoảng chừng một tuần nữa thôi là kỷ niệm một năm đường Đinh Tiên Hoàng đoạn này chạy qua Long Bàn Chiểu là được đặt tên là đường Lê Văn Duyệt. Trở lại cái tên cũ ngày xưa. Nhưng mà chắc có lẽ năm nay nó sẽ là một cái dịp kỷ niệm êm đềm và online. Êm đềm nhưng mà vẫn đáng nhớ mà. Và chúng ta đang đi ngang qua cục chợ Bà Chiểu. Người Sài Gòn không thể nào không biết chợ Bà Chiểu, dù có thể là chưa đến bao giờ. Và đây, người dân có 2 ngày để mua sắm trước khi vào lệnh giới nghiêm ngặt. Theo như lời đồn đại trên mạng là như vậy. Không phải lời đồn nữa. Anh ơi, dạo này em sống theo lời đồn. Chứ em không biết sao nữa. Tin vào lời đồn á. Dù đời em không như thế nhưng em tin. Thì
bởi vậy á, mình mới vừa nói sáng mình nói là trên mạng đã lưu truyền cái là nếu như mọi người bác cái tin đồn nào thì hãy tin vào cái tin đó, hiểu không? Và đây đây là một minh chứng sống mọi người, minh chứng sống đó. Chúng ta đang đi ngang qua mặt tiền chợ Bà Triệu và góc bên phải hình là một cái nhà cổ rất đẹp mà mình đi ngang lúc nào mình cũng ngắm. Nó là một tòa nhà của Arion thuê, một trong những vùng đất của Sài Gòn gia đình xưa đây. Và bây giờ là mình đang đi tiếp ra cái hướng nào anh Trường ha? Chưa biết, đi vô định. Đi vô định phải không? Rồi, miễn là đi quanh Sài Gòn phải không? Đi quanh đó để chúng coi cái mình... sự nhộn nhịp ra sao. À quên, mình đã đi qua địa bàn của Phục Bình Thạnh, phường 2 rồi đó. Có thể thấy nè, cửa thì đóng nhưng mà người thì ở ngoài rất là nhiều. Nhưng mà chỗ nào người ở ngoài rất nhiều thì chắc chắn chỗ đó sẽ là thực phẩm, cửa hàng thực phẩm hoặc là cửa hàng bán thuốc. Dạ. Và đây là một cửa hàng thực phẩm của cô Úc Phước. Để anh chỉnh máy chút. Dạ. Thì đông nè, mọi người đếm đi. Cái khoảng cách như vậy, tôi đang tự hỏi là một buổi đi chợ của chúng ta sẽ kéo dài bao lâu? À, theo kinh nghiệm của bạn Hà thì nó sẽ kéo dài khoảng 2 tiếng đến 1 tiếng là cao nhất. Xếp hàng bao nhiêu lâu rồi? Xếp hàng. Và nó, mình mỗi sáng mình đều có một giờ thiền riêng vào lúc ngủ dậy. Và sau đó mình sẽ có một buổi thiền động ở lúc đi chợ. Yeah. Là mình sẽ đứng đó mình đợi, mình kiên nhẫn mình nhìn tâm bất biến giữa nhìn, dòng đời mà đúng rồi biến. Mình sẽ lúc đó là cái lúc mà mình lắng lại trong tâm nhiều nhất, mình nhìn chung quanh, mình thấy nhân loại khổ đau vì đi chợ. Cho nên đó, chưa kể là khi thiền xong là buổi sáng đó, ngay khi lúc mà bạn Gia vừa gọi điện cho bạn Hạ là bạn Hạ đang nằm ngay hàng xóm. Em ơi chỗ này chặn, chỗ kia nó chặn, chết mẹ uống bò, tôi uống bò tao đơn sao giờ sáng chưa tới. Rồi sao? Ủa rồi sao phường này mình qua còn phường kia không được? Không biết, tao không biết, giờ bà hỏi tôi hỏi ai? Nói chung rất là nhiều thông tin. Nằm trong xóm mà hai tay giỏng lên hoạt động. Đúng rồi. Và bây giờ chúng ta đang tiếp tục đi ngang qua những con đường nhỏ đổ ra đường Phan Đăng Lưu, ví dụ đường Mạch, đường Võ Trường, đường Phan Bội Châu nè, đường Võ Trường Toản trên đây nữa. Mọi người đều thấy một cái hình ảnh rất là quen thuộc là tất cả những con đường nhỏ đổ ra đường lớn đều chốt lại hết. Sài Gòn đang theo cảm nhận của riêng mình, không biết anh Trường có mặt giao sao nha. Có nghĩa cứ mỗi lần tôi đi qua, rồi mỗi lần tôi đi qua lần nữa thì tôi thấy nó co cụm lại, chốt nhiều thêm. Có nghĩa là cái sự chốt nó loang ra rồi. Xin lỗi, ngân hàng cũng đông luôn kìa. Ngày hôm nay lại khác hả? Ngày hôm nay là chốt họ rút rất nhiều nhưng họ lại phong tỏa nhiều đường hơn. Phong tỏa nhiều đường hơn nha bạn Hạ. Có nghĩa là phong tỏa cứng luôn. Chẳng hạn như Hạ có nghĩ là cái đường giữa đường Hai Bà Trưng mà bị chặn không? Đúng rồi, hàng chi. Kể nghe luôn. Từ xưa giờ hình như chắc từ hồi Sài Gòn có cái cầu gọi là cầu Trần Khánh Dư nối quận 1 với quận Phú Nhuận. Thì lúc mà chỉ thị 16 thì bình thường, cho đến gần đây vẫn bình thường, chỉ chặn ở cầu Hoàng Hoa Thám thôi, còn cầu đó vẫn đi được. Ngày hôm qua ra là thấy chặn luôn hai đầu cầu và chặn luôn hai khúc đường của Trường Sa Hoàng Sa luôn. Có nghĩa là chặt đứt luôn á. Chặt đứt luôn á. Mà đi rồi đi sao? Mình phải tư duy đi dứt dắt như rắn vậy đó. Đụng đầu rắn săn mồi biết không? Đụng đầu quay. Vậy là Sài Gòn đang chơi trò rắn săn mồi rồi đó mọi người. Nên là để đi qua được chỗ Hạ đó mà mình tụi mình đi đường vậy đó. Rồi em hiểu luôn. Vô định để em hiểu luôn. Và em hiểu luôn là trong cái đợt vừa rồi đi chuyển hàng cho bà con cứu trợ là em đã có một cái gọi là một cái hành vi thiền định rất là giỏi, là bên cạnh bạn lái xe là bạn lái xe suốt ngày là cứ la ó chửi thề om sòm. Vì sao? Bạn chuyên môn đi theo Google Maps. Là đi theo Google Maps là mọi người biết rồi đó. Nó sẽ có những cái lợi và hại. Và kế đó là những con đường nó bị chặn. Bạn sẽ không có cái tư duy là phải dứt dắt như thế nào. Trẻ đi đâu đúng không? Đúng rồi, lúc đó mới nể là những người shipper. Trời ơi, những người shipper là những người mà rất sao là lanh trong cái chuyện sao trẻ. Kiên nhẫn. Còn những bạn lái xe xịn đó, trời ơi, chỉ biết đi theo Google Maps mà nếu không có thì bạn sẽ lại cáo. Rối. Hai đứa cáo. Bị lạc cái bầu cát, 2 tiếng hồ không ra được nè. Dạ. Chỉ có một đường vào mà một chỉ có bầu cát thôi đó mà không ra được. Đúng rồi. Rồi cửa hàng thực phẩm là một cửa hàng cố phốt giống như hồi nãy mình đi, và một dàn hồng dàn hàng người dài vậy đó. Và mua là chỉ định luôn nha, phường 7 của bạn Hạ ở Phú Nhuận là chỉ mua ở cố Smile và cố Úc Rật Miễu. Mình không thích cái chị trong khung giờ đó. Có nghĩa là sao? Ngoài những cái lợi ích ra thì mình thấy một cái điều đáng quan ngại là ủa vậy là sao gom F0 vô chỗ hả? Đúng rồi. Và để cho cái lượng virus như vậy là nó mạnh lên mọi người, bạn hãy biết không, mức độ nó dày đó, nó sẽ rồi mạnh nó xử nhau hả? Cho nó che không phải chén mà là nó giao lưu. Rồi từ đó thì nó mới có biến thể rồi nó phích lỗi rồi nó lại đó, như cái chỗ ngay ngã tư của chỗ nhà bạn Hà nãy bạn giao dừng đó là Phục Văn Cung với Phan Lưu là bình thường đâu có chặn đâu, cái đây 2 ngày nó chặn luôn, có nghĩa là chỉ còn một đầu vô đầu kia, thế là xe tải chuyển hàng đi vô á là nó cứ phải đi lùi hết toàn bộ con đường luôn anh Trường. Trời ơi, sao như đứa hay thiệt.
nó đi vô tới đó nó bị chặn, nó phải lùi rồi ngược ra là cái mà đầu Phùng Văn Cung với Phan Xích Long á. Hoàn dạ. cảnh luôn á. Bây giờ mình đang đi ra đến ngã tư Hàng Xanh. Đúng rồi, đi ra ngã tư Hàng Xanh. Trước mặt chúng ta lại là một cái chốt. Mà thường thì cái bảng chúng ta đang quẹo vào đâu? Chúng ta đang quẹo vào Hàng Xanh đó. Thì chúng ta sẽ làm phố, một không? Phòng trung tâm phố ha. Mọi người đang ở ngã tư Hàng Xanh. Mọi người có thể nhìn thấy phía trước là rất là nhiều xe, nhưng mà đó, xe nào cũng chở hàng. Thành phố. Anh nhảy xuống lấy điện thoại chưa? Thành phố chủ yếu là của những người đi shipper thôi. Còn chúng ta thì là không bao giờ thấy những cái hình ảnh mà giống như Sài Gòn lúc trước mà đi làm tăng ca này nọ vân vân rồi đâu. Nhưng mà lẽ ra thấy những hình ảnh này là mình vui lắm á, nhưng mà ngày hôm nay mình đi đầy hoang mang luôn. Thực sự là hôm qua khi mà mình thấy tràn ngập trên mạng xã hội những cái hình mà về quân đội vô á, thì mình có hai cảm xúc. Thứ nhất là nếu mà khi quân đội đã ra tay, nghĩa là mình cảm thấy yên tâm hơn khi có một lực lượng chi viện, nhưng mà cũng thấy lo, có nghĩa là Sài Gòn đã đến mức phải như thế rồi. Thật ra mình đang không biết là nó diễn biến như thế nào. Mình cũng là người hoang mang. Thì sáng nay họ cũng có thông báo là hai cái hình đó là hình pha ke á, pha ke họ diễn tập ở Hải Phòng chứ không phải là ở trong Sài Gòn. Thứ hai là 1.000 quân dân mà chuyển vào trong Sài Gòn thì nhiều lực lượng trong đó có y bác sĩ rồi hậu cần này nọ, chứ không phải là lực lượng tinh nhuệ. Nên thôi mình nghe gì biết đó thôi chứ cũng chưa biết sao. Bây giờ thì đang ở khu vực Sở Văn Nghệ tỉnh đó, trên đường Sở Văn Nghệ tỉnh. Nói chung là hôm nay cái xe này nó đã chở về đúng vị trí của nó rồi. Bản thân của mình là người làm hình ảnh, mình làm quay phim đạo diễn. Nói không qua là cái thế mạnh. Là sao anh? Mấy hôm mình phải ngồi mình đưa đẩy câu chuyện cùng với Đông Dao. À, rồi bây giờ có mình là nắng lên phải không? Mọi người thấy không? Trong mọi trường hợp thì khi có mặt mình là nắng lên này, nắng lên trên con đường này nữa. Nên là có Lê Minh Hạ là rất hân hạnh được chào mọi người đang xem kênh YouTube gì đó của anh Trường 975. Ok. Trường 975. Và cũng cảm ơn là các bạn đã tạo điều kiện cho mình có thêm thu nhập, bởi vì mời được mình trong thời điểm này rất là khó khăn. Giá rất là cao. Mọi người biết rồi đó, bây giờ cái câu đầu tiên là em có chuyển hàng đi qua được chỗ này chỗ kia không, và câu thứ hai là giá bao nhiêu, bởi vì shipper lấy rất là cao. Đúng đó. Cho nên là 8 triệu shipper xíu. Hôm rồi thì bên công ty bạn mình thì nó tuyển shipper, nó bảo là bảo đảm sẽ cố định cho lương. Lóc luôn rồi. Vô nhà vậy hả? Trời ơi, đi cái khu vực trên kia mới thấy là nó lóc kinh khủng, nó lóc mà lóc theo kiểu chứng ngại vật mà kiên cố luôn á. Có những cái ngã ba mà không thể nghĩ đó là ngã ba, bởi vì nó làm hàng rào cao đến 3-4 mét và làm tôn làm đồ kín bi luôn. Ok, đó thì quá rồi. Trời ơi. Anh thấy là ở Thủ Đức là hàng luôn á. Họ chơi ghế đá, họ tôn kém gì đó, họ đó. Dân thôi nhưng mà chơi 3-4 mét là đó mà là tôn không anh, giống như là bút rào luôn. Có nghĩa là em đi trao quà mà cái ổ quái sao kìm không ra cái đường, không biết ngã vô. Rồi cứ nhìn, ủa cái này có phải là đúng ngã ba không? Nó chặn mất tiêu rồi. Mà nó chặn theo kiểu đó thì không ai nghĩ ra nó từng là một cái ngã ba. Cái đầu đường quay xa, nhìn xa đây. Đường quẹo nhà chúng ta đang ở cầu Thị Nghè. Và trước mặt chúng ta là sở thú, là Sài Gòn. Sở thú à? Là Thảo Cầm Viên đó, Thảo Cầm đang Viên. Đang tự hỏi là mấy con nó giờ nó có gì ăn trỏng không? À, mình cũng quan tâm nha. Chúng ta đang đi qua sở thú thì nói câu chuyện sở thú luôn. Là năm ngoái khi đang có dịch đó, thì Thảo Cầm Viên nó mở ra một cuộc vận động là cho thú nó ăn. Còn năm nay không biết sao luôn. Mình, không kêu nổi luôn. Mình quan ngại sâu sắc đó, bởi vì con thú trong mùa này nó sẽ được hai cái. Một cái được một cái bị. Một cái bị là thiếu đồ ăn kinh khủng vì sợ, vì mỗi ngày cái lưu lượng đồ ăn nó nhiều lắm á. Quy ra giá trị tiền cho nó rất là nhiều. Thứ hai là nó được yên tĩnh vì nó không được quấy rầy. Ví dụ như là con đường Nguyễn Hữu Cảnh nó không ồn xe cộ nữa thì nó cũng đỡ bị stress hơn. Nhưng bù lại nó thiếu ăn hơn. Ô. Cho các bạn xem một cái chốt mà bị phong cứng. Đó. Rồi đúng rồi. Đây là còn phong mềm á, anh chưa cứng đâu. Có những cái đấu chéo nhau xong hàng móc lại. Ý nó cứng là không qua lại á. Chứ còn có những cái là nó còn cứng hơn theo kiểu mà như là mày đứng đó mày dòm đi chứ không đi qua được nữa đâu. Coi như không là sẽ rào không có no way nha con đó kiểu vậy á. Mọi người sẽ thấy nè, có những hình ảnh hải hùng như là hàng rào kém kia ai, sẽ có những hàng tôn và những chậu cây được lấy ra nhiều nhất, rồi ghế đá, cái còn giăng dây là xưa rồi.
không có những chiếc xe này bạn hả, chiếc xe được trưng dụng nó phát ra đúng rồi. Và có một cái mà lúc đó vừa nói xe có lúc xe đó rác xe rác nữa, có một cảnh rất là hay mà xe lúc đó đang chạy tốc độ cực nhanh vì tới giờ giới nghiêm rồi cho nên bạn hạ chụp theo không kịp. Có những cái hàng rào cũng rất là ạt, có người xung quanh ta lấy cây khô á ta làm thành hàng rào, thành nó y như một bức tường nghệ thuật vậy đó. Xinh xinh hả? Ừ, xinh xinh lắm, trong trong nó đỡ căng thẳng hơn. Nó tiếp với câu chuyện sở thú hay hôm qua mình cũng đi chết thông tin để xem là hiện giờ thì sở thú họ sẽ xây sở như thế nào á. Sài Gòn dư đó. Có cần phải nguồn lực bên ngoài giúp đỡ hay không thì họ từ chối, thì có nghĩa là họ đã xây sở được. Hay là họ sợ cái tình trạng mà ùn chở chuối tới. Thì cũng có thể, như vấn đề là họ từ chối thì có nghĩa là họ có thể xây sở được. Trời ơi, nhắc tới chuối mới tám thêm chuyện nữa. Đó là những con khỉ ở Việt Nam là những con khỉ sẽ bị stress vì chuối. Vì dân Việt Nam suốt ngày cho ăn chuối. Nhưng mà những người bảo vệ tổ chức động vật thì trời ơi, chuối khỉ ở Việt Nam là những con khỉ mắc tỷ lệ kiết lỵ nhiều nhất trên thế giới. Ủa vậy, bởi vì chuối chuối, suốt ngày ăn chuối. Đèn đỏ, đèn đỏ. Tại một cái hàng đỏ. Một cái hàng người nữa đây bạn hả. Một hàng kéo dài nữa. Cũng phút đó. Phút rồi. Rồi anh ấy đã nhìn, đã thấy. Nói chung là chúng ta hợp tác lẫn nhau chứ còn nếu không chả có việc gì phải đi lòng nhau ngoài đường vậy đi. Thiệt chứ. Đi qua hàng trăm chốt như vậy mới thấy là cái việc ra đường rất là mệt chứ không phải sung sướng gì. Và cái cảm xúc của những người mà lần đầu tiên khi thấy ôi Sài Gòn vắng vẻ quá, ôi Sài Gòn thanh tịnh quá, đây là Sài Gòn của tôi này nọ. Thì nó chỉ là thời gian lần đầu tiên thôi thưa quý vị. Bây giờ tắt tiếng tắt. Và cái niềm cảm hứng nó không còn, vì với một người mà trùm lãng mạn và quá sức yêu mê sự lang thang như tôi mà tôi còn không có cảm hứng cho chuyện đó thì làm sao mà những người khác có thể được. Bây giờ đường chỉ muốn được về gặp người thân, gặp người nhà hoặc là cảm thấy khỏe khoắn ở người nhà thôi. Chứ ra đường mà cứ phải đối mặt với những cái thứ nó làm cho mình khủng khiếp hơn, sợ lo hơn thì chẳng gì hay ho cả. Và chính vì vậy mà khi mà đi những chuyến đường này là cũng để cho mọi người thấy rằng là đây là những khung cảnh mà nhờ công việc và nhờ những cái tình yêu Sài Gòn mà tụi này mới làm để mà lưu lại cho những khoảnh khắc mà mai sau không biết là dịch nó sẽ kéo dài bao lâu và nó sẽ sống trong đời sống chúng ta như thế nào, nhưng mà chắc chắn là những khoảnh khắc khó quên Sài Gòn. Chứ còn cái chuyện mà để đi long nhong thì không. Giờ bảo là ba đứa đi long nhong lãng mạn đi thì chịu mọi người thiệt. Cho nên ai chửi tụi mình thì nói thật ra là chẳng qua là những người đó thôi, chứ chắc là bị ở nhà lâu thôi, khó chịu thôi, chứ còn thật ra ai mà đi ra đường là biết cái cảnh ngay. Đây chúng ta đang đi qua, trước mặt là cầu Thủ Thiêm 2. Hy vọng là tan dịch thì cầu này cũng sẽ đi vô hoạt động. Hy vọng hả? Sợ hả nó lẹo lưỡi không ạ? Khi mà tan dịch xong thì cái cầu này nó sẽ hoạt động. Chứ không lẹo lưỡi là chết. Đây chúng ta đang đi trên một trong những khu đất, vùng đất cao nhất của Sài Gòn. Mà cái vùng đất này mọi người hay đùa với nhau là nếu như nó ngập thì cả Sài Gòn sẽ ngập. Thì nó nằm trên cái thành quy cũ của Sài Gòn ngày xưa. Đây, ở đây là con đường Lê Duẩn. Con đường có hai chốt, hai đầu đều rất là đẹp, đó là Dinh Độc Lập và Sở Thú. Một là làm người vô trong kỳ họp, hai xuống cuối đường vô làm thú, làm thú ở trong hả? Sở Thú. Tùy chọn đó. Tùy chọn. Đây là đại lộ nha. Đại lộ có 6 làng xe, một trong những đại lộ lớn nhất của Sài Gòn ngày xưa và vùng đất cao nhất của Sài Gòn ngày xưa ở đây đây. Ở đây có nhiều nhà cũ ngày xưa. Đây là con đường, một trong những con đường hiếm hoi của Sài Gòn không hề có nhà dân. Và nó được, ví dụ đây này, chúng mình đang đi ngang qua, sắp tới bên phải là sẽ là Đại sứ quán Mỹ, bên trái là tòa nhà lãnh sự của Đức. Thì cái hồi khi xây xong cái tòa nhà này thì hồi đó mình có dự họp báo thì ông lãnh sự ông nói rất là tự tin. Không phải ông lãnh sự, ông chủ tòa nhà này nè, chủ tư tòa nhà nói là chúng tôi rất hân hạnh được ở một cái vị trí đất cao nhất của Sài Gòn. Mà đúng thiệt. Đúng rồi. Cả Sài Gòn ngập thì nơi này mới ngập. Có nghĩa là sao? Mấy bạn nhớ là nếu mà sau này Sài Gòn có ngập lụt gì thì nhớ chạy về khu này. Chạy về khu này đi. Đó, khu này thì yên tâm. Mà bây giờ mình có ý định là mình sẽ đổi cái tập này trở thành là du lịch của mình. Ồ, ủa vậy? Xin lỗi. Có điện thoại nha. Đây là tour guide của tụi mình. Nói chung là tám qua tám lại chủ không. Đề nó lạc lung tung vậy đó. Không, nhưng mà vui. cho mọi người có một số thông tin thêm vui. Nói chứ cho mọi người xem cũng xả stress. Xả stress đó, giúp mọi người xả stress, mình quá. Mình đang làm thế cái công việc của xe buýt 2 tầng đó. Thiệt.
Tại cái tòa này cũng đẹp này, mình cũng khoái cái tòa này lắm. Bạn Chiên hay ngồi đó, bạn Chiên hay rủ tôi ra mà tôi chưa ra, tại vì tôi thấy giá cao quá. Không, nhưng mà được, xứng đáng nha. Đó, bên phải cây rối xanh mát là tòa nhà sứ quán Pháp. Đó, một trong tòa nhà yêu thích nhất của mình ở Sài Gòn. Trời ơi, sao mà cái kiếp được đâu tòa nhà. Ờ, bốn mặt tiền, mật độ cây xanh phủ rất cao, biệt thự rất đẹp. Trời ơi. Trời ơi, vậy chứ giờ anh cứ nhầm là cái này nó kéo dài tới là cũng là siêu Mỹ chứ. Đâu, cái này là, nó nối với Mỹ. À quên, ba mặt tiền, đúng rồi, một mặt tường ra đó chứ. Anh tưởng tới đây là vẫn của thuộc là siêu quán của Mỹ. Không, yeah. Pháp, cái này của Pháp. Tại mình hay xin visa đi Pháp. Chứ giờ tại đi cổng bên kia mà. Cổng bên Nguyễn Thị Minh Khai đúng không anh? Nãy giờ muốn đi như xe tăng và dịch hay là muốn về anh đây? Dạ, em không muốn làm thế giới mình lịch sử nữa vì Afghanistan đã có rồi. Quá khổ rồi, thôi chứ. Chúng ta đi ngang qua Đài Minh Plaza, trời ơi, nơi của những đứa trẻ hơn mình hay lui tới mỗi ngày. Và bữa nay thứ bảy chủ nhật là nó sẽ tới đấy, nó về một cái catwalk gì đó của nó. Đồ rồi nó bận đồ đẹp lên. Bây giờ nó đâu rồi ta? Chắc nó đang ngồi check in online ở đâu, nhà đâu đó. Thì cũng sẽ bận đồ đẹp xong nó là quay TikTok. Rồi đi đổ rác. Đi đổ rác rồi đi catwalk ở hành lang. Nói chung là mình thấy là những bạn trẻ cũng như những bạn già như chúng ta đều phải học một thói quen ở trong dịch. Những bạn già như chúng ta thì bắt đầu trở qua một cái thói quen mới, tức là hôm qua Đại Ngô có nói là bắt đầu cảm thấy là người xung quanh đang nói chuyện với côn trùng. À mình đã từng nói mà, mình từng nói, thậm chí là mình nói với cây, mình mắng với cỏ tùm lum tà la trong nhà nữa. Đây, con đường Duy Tân cây dài bóng mát. Con đường Duy Tân cây dài bóng mát. Và đây là cái góc quen thuộc của mình lên xuống hàng ở nhà báo thanh niên nè. Ban đầu là cái chỗ này nó còn kéo lên kéo xuống, một lần đi ngang qua còn gật đầu chào cảm ơn họ, nhưng sau đó thì nó dựng luôn kiên cố luôn, không thể đi qua luôn, là cứ phải đi đường vòng. Bên phải các bạn là nhà báo thanh niên và hiện thời là một trong những trung tâm lưu trữ thực phẩm của thành phố, rất nhiều hàng ở về ở đây để chứa ở đây, và đây cũng cái sân bãi của ở đây nó cũng được trận dụng. Cái kho nằm phía bên kia kìa, mình thấy bên kia kìa, đúng không? Không, cái đó là cái của cái một cái mắt khách cuối tuần ngày xưa đó. Còn bên trong thì có thể thấy là một người bảo vệ đang đứng ra nhìn để tưởng mình đi vô đó, tại vì cái xe Mazda kia nó cũng hay chạy vô đây. Ủa vậy hả? Tại vì đi thì là được nhà báo nên ưu ái là cho đi cổng này, chứ thường thì tất cả các xe khác đi vô lên xuống hàng là đều vô cổng sân 4A. Dạ, anh thấy quen không? Ủa sao bên này cũng là thực phẩm này, cũng quá nắng vậy. Trước mặt là một cái nhà rất là ý nghĩa đó nha quý vị, đó là tòa nhà một trong những công trình rất là đậm. Không phải, cái này hồi xưa là nhà tòa lãnh sự Trung Quốc. Và trước đó ngày xưa nó là thôi vừa đi vừa tám, nhưng mà hồi để hồi quay cái nhà đó sao. Cái đó là một trong những công trình ưng ý của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ đó, mà tòa nhà đó là chủ tòa nhà đó là ông bà thúc bá của vua Bảo Đại đó. Rồi chủ cái sàn rét đó. Rồi hồi xưa ông bà phụ thân mẫu song thân của bà Trần Lý Xuân cũng ở đó luôn. Rồi sau một thời gian thì là lãnh sự Trung Quốc hồi đó đuổi hoài nó không chịu đi, lý do là nó kêu đang ở trên lưng của con rồng, nó không chịu đi, phong thủy cái thứ. Rồi cuối cùng sao cho nó leo xuống lưng rồng. Trước giải phóng, sau giải phóng thì nó là sau 75 thì nó là tòa nhà công đoàn, rồi đến nó xong rồi bắt đầu cho thuê con gà trống nó nhảy vô đó. Thì nó bảo là đó, đầu rồng là ở Dinh Độc Lập, đuôi rồng là Hồ Ông Rùa, thì nó nằm trên cái đó, cái thế ngồi trên vây rồng đó. Chúng ta đang đi trên lưng một con rồng đó. Nếu mà bạn cảm thấy cần sự ấm áp thì ra đây. Tim rồng nằm chỗ mô. Ở sáng nay mình cũng bị vậy bạn hả? Bị tăng nắng quá trời luôn. Bạn hay bị vậy. Trước mặt là cái lưng của nhà thầy Đức Bà này mọi người. Và giống như tất cả những giáo đường khác trong Sài Gòn, giáo đường này cũng vậy thôi, cũng vắng tiếng chuông, cũng nhớ con chiên. Mà bây giờ sao? Cũng làm mình thấy cái quả này là như thế nào? Cái này là cái có cái quả này, có những cái ngói để người ta trưng bày á, người ta lợp thử á, tại vì cái ngói trên nó sẽ như vậy. Vì để mọi người có thể thấy này đó. Bây giờ hai cái tháp được rắc và rào kín luôn rồi. Lúc trước mình thấy nó rào sơ sơ bằng sắt. Có nghĩa là đang thi công đó. Nghĩa là thi công. Rồi coi như tan dịch mình là sẽ được thấy nhà thờ đẹp. Một chị lao công không phải đêm đông vẫn quét ráp. Thực ra mình nên tri ân những người đó nữa luôn, bởi vì những bác sĩ và những người đi đầu tuyến đầu chiến dịch là suốt ngày than thở là vụ rác ở các bệnh viện giải chiến khủng khiếp.
nói chung là Sài Gòn vẫn phải sống. Bác sĩ rồi đi dọn rác lè lưỡi luôn. Công ty cây xanh vẫn phải chăm hoa thôi, mặc dù công viên không có ai cả. Nói chung là một cái ngụ ngôn đó, Sài Gòn thì vẫn phải xanh. Rồi có giàu có trở lại thì không, thì không biết. Nhưng mà phải xanh đã. Thì vẫn có phải xanh đã là tính. À, vẫn có người ngồi cùng biết cả. Chào bạn Hà xinh. Đúng không? Bạn Hà kính xuống không? Cô gái thấy tụi mình lẻ vào, cô gái ngại ngùng đứng lên rồi. Thật là... Còn đàn mùa câu sát sơ kia gì? Lông lá bù xù hết thôi. Dạ, không sao, anh cứ đi. Em chụp rồi, em lấy quay xíu thôi. Đẹp quá, nhưng hôm nay trời... Trời, mình cảm giác là quay hình rất là đẹp á, trong mắt á. Thật sự, anh Trường rất là mừng. Tại vì mình có thể ngồi nói hiên thiên, chứ anh Trường ngồi nói chút xíu, anh Trường xin việc. Hơi. Thế là hôm nay có bạn. Anh Trường rất... Giấu nụ cười với... anh muốn đi... Mình đâu có đem mít đâu. Anh muốn đi đâu? Giấu nụ cười với khẩu trang. Áo phòng nữa cho đây trung tâm cho hạ ngắm. Dạ. Anh muốn đi đâu cũng được, em rất là sẵn sàng. Bởi vì em sẽ nói bù cho những ngày không nói. Sao một giờ đi nhà anh Niên là ông Phúc nhà hoa, giám đốc nhà hoa không kìa. Hả? Rồi anh có lộn em không? Sao anh? Anh nhớ là em nói hoài mà sao người nguyên chuyến đi nè. Em cứ bốc lên bốc xuống, em nhìn rồi cũng nói tiếng lợn. Em chỉ nâng lên đặt xuống thôi. Em làm cứu vạn em biết phận em rồi. Mà nói đâu ngay, mọi người làm cựu vạn mà nói nữa sức đâu chịu nổi. Tại mình không phải chuyên nghiệp á. Ý mỏng cứ đi theo ông ghẹo mình cho mình nói. Trời ơi sao một nhà báo gì vậy mà giờ bị bưng vác về coi ra chụp sao. Chụp đi bên phải gì đó. Chị đang bẫy này. Chị lâu công đi lâu bên rác. Bạn Hạ ở nhà, xong rồi mình nhìn Facebook bạn Hạ, xong rồi mình thấy phát hiện ra bạn Hạ có thể chui ra trước, chui ra sau. Cái lỗ kẻ nào cũng được, bạn Hạ chia điện thoại ra bạn Hạ cho tứ túng. Cái nghĩa là đi bán bánh mì cũng bị bạn Hạ bắt. Làm shipper cũng sẽ bị bạn Hạ bắt. Không sót ai. Tặng bánh mì hoa cúc cho mấy anh chị này không? Ta đang làm anh ơi. Em giờ, em giờ đây. Có một đứa đó là sẽ làm rất là giỏi điều đó và nó ghi hình rất đẹp. Thì nó không cần, đó không cần ghi hình. Nghĩa là thích thì đó, bánh mì đó đem vô tặng thôi. Không có ghi hình ghi héo gì hết. Thôi em không, em không. Thôi em không. Tụi anh đó là tặng là mục đích giúp một cái người khác chuyển tới thôi. Chứ tụi anh không có cần ghi hình, cũng không cần nói chuyện gì hết đó. Đưa cái bình cái đi thôi. Tại vì anh nó, anh hỗ trợ anh. Ủa vậy thôi đưa hết cho em đem về em ăn vậy đi. Là cũng là chuyển rồi, mình là chuyển đúng không? Cho em ăn nổi không? Đó. Em nhìn cái xe anh đi một thùng thôi đó. Trời ơi, em những ngày em đi chuyển hàng cứu trợ, em mới nhận ra một cái câu rất đơn giản mình nói mà để cắt cái rai rứt của mình, và cũng là để cho họ đừng có phải hy vọng mình quá là. Tại vì khi mà đi xuống tặng á, thì ai cũng súng vô hỏi là có không và liên hệ ở đâu để xin. Nhưng mà mình nói là anh chị ơi, cô chú ơi, con chỉ là người trung chuyển hàng thôi. Và thậm chí nhiều người mình là nghĩ mình là shipper đó. Chứ con không có nhiệm vụ và quyền hạn trong chuyện này. Con cũng không biết sao luôn, con chỉ người trung chuyển thôi. Chạy rất nhiều mọi người. Phải nói vậy chứ nhiều khi thấy buồn á, chịu không nổi. Mình không là người không thể đứng và chứng kiến cái nỗi buồn của người khác được. Mình bị không có chịu đựng được cái chuyện đó đó. Trời góc này nhìn đẹp quá. Cho nên là mình rất là nể những người mà lăn lưng ra mà làm. Với từng trường hợp, từng mảnh đời á, thực sự mình để cái sự chịu đựng của các bạn luôn á. Mình đang nói cái chuyện khổ, bây giờ mình nói chuyện hoa lệ ở Sài Gòn, chuyện này đây. Thì hoa lệ đây. Đây, con đường đồng khởi, vùng lên đồng khởi mới tự do là con đường này. Con đường hoa lệ và đắt đỏ nhất của Sài Gòn, bây giờ nó như thế này. Và nó đã như thế này vài tháng qua rồi. Và vài ngày tới, vài ngày tới nó cũng sẽ như thế này và nó còn bắn hơn nữa. Theo như dự đoán. Chả biết sao. Đoán là thứ hai là nó sẽ vắng luôn. Nó sẽ không một bóng xe, không một bóng người. Và số phận của những phóng viên báo chí cũng chưa được xác định rõ trong cuộc đó như thế nào. Nói chung là bây giờ lòng người đang rối, lòng dân đang rối, lòng các bác cũng đang rối. Nói chung là Sài Gòn chưa bao giờ trải qua chuyện này, cho nên mọi người đều có khả năng mắc những sai sót, mà nhiều khi cũng phải tha thứ lẫn nhau để đi tới tiếp. Mình chỉ mong rằng tất cả những cái sai sót đó trong tất cả những câu chuyện nó đều không ảnh hưởng đến con người, không ảnh hưởng đến mạng sống con người. Đúng rồi, mình không phải trả giá bằng cái mạng sống thôi. Còn lại thì mình nói thật á, các bạn cứ tập trung vào, cứ bỏ qua hết đi.
tại vì sau này tính nó ngoái nhau được. Bây giờ mình cứ bỏ qua đi, tại vì bây giờ còn phải cãi nhau về chuyện ông nọ mình làm gì, người kia làm gì, hay là soi nhau gì. Khoan dừng lại, bây giờ hãy cùng nhau vượt qua cái chuyện này đã, tại vì thực sự đó nha, nó là một chuyện rất là nghiêm trọng, không phải là một cái chuyện nghiêm trọng bình thường như chúng ta vẫn thường cảm nhận và chúng ta vẫn thường hay nghĩ đó. Mà cái chuyện mà phục hồi cái kinh tế sau cái chuyện này thì cũng là một cái dấu hỏi lớn luôn á. Và cái sự bản thân của mình á, mình cảm thấy hoang mang, mình nhìn á, nó không có cái gì để cho mình có thể tin rằng là nó thực sự có thể bật trong một cái thời gian nhất định nào đó, ví dụ như là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng hoặc là năm sau đó. Cho nên là tất cả những cái giận dữ hay là cáu kỉnh ghét rồi đó, mọi người hãy tạm gác. Mình không có bắt là mọi người phải như Phật hay tha thứ hết hay gì đó, chúng ta chỉ hướng về Phật thôi. Cho nên là chúng ta cố gắng là trong cái giai đoạn này mình giảng chuyện đó. Đó, sau rồi qua, sau rồi mình ghét tiếp. Ví dụ như giờ bản thân mình cũng hay nói, mình nói là mình ghét người đó, mình ghét người kia, trời ai nấy đội, không đội trời chung với nó. Đó, trời ai nấy đội, nhưng mà thôi trong giai đoạn này đội chung đi, xong rồi qua cái rồi kiếm đội. Đó là mình nghĩ vậy. Bây giờ mình đưa các bạn vào quận 4 nha. Nói chuyện quận 4, mấy đứa bạn quận 4 mình giờ suốt ngày đi ghen tị và mình suốt ngày mình ghẹo nó. Quận 4 là một cái quận mà nối liền giữa quận 1 và quận 7, là hai quận có nhiều cái sự giàu có nhất của Sài Gòn. Nhưng mà nó lại kẹt cái thế là quận 4 đến mùa này mới nhìn ra không hề có một cái đại siêu thị nào hết. Chết. Và cửa hàng mua sắm các thứ thì nó kêu là từ xưa chưa là quen là quá câu quá cùng một mua cho nó khỏe cho rồi. Chân rồi à? Chân hết. Sưởng chứa này, chúng ta nói cho bà con nghe được không? Chúng ta đang đi ngang qua cầu Khánh Hội quận 4, bên trái là bến Nhà Rồng, bên phải là có tòa nhà. Trời ơi, đó là một nỗi niềm của thành phố. 20 năm nay nó đứng ở đây và không bao giờ nó tiếp tục nữa, nó xây dựng nữa, mà nó cứ xấu xí gì đó. Ổn quá ha, ổn quá bạn hả? Chứ vị trí nó ngon quá. Cái nhà nó bị phạm phong thủy. Phạm hả? Không biết, nhưng mà ngày xưa là hồi đó khai trương cũng làm ở bên xì xèo, làm vũ trường, làm đồ trước khi xây cái nhà này. Rồi mời Thầy Tử Hồng Công qua, rồi mời Trương Hồng Ánh lên nữa. Bây giờ đó, quận 4 thật ra là thiếu nhiều cửa hàng hơn. Và như bạn mình than thở thì nó lên cái group tôi là với quận 4 hay là các chợ online, quận 4 nó cũng kém phong phú và nhộn nhịp so với các quận khác. Hơi xui ha. Đó, cho nên nó mua đồ nó khó hơn. Hôm qua giờ nó cứ rên rỉ nó đi mua đồ suốt đó, nhất là ở cái khu chung cư phía chỗ Nguyễn Khoái, rồi phía cuối đường mà cái gì đó anh, đường chỗ khu chung cư Khánh Hội này nọ đó. Cơ hội cho các nhà đầu tư sau này hãy đầu tư vào